Thưa quý vị, hiện giờ tôi đang có mặt tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị Lạng Sơn. Hiện giờ thì chính phủ Việt Nam vẫn chưa có chủ trương cho phép những khách du lịch nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam. Tuy nhiên, có một số những trường hợp ngoại lệ, ví dụ như là những chuyên gia họ cần phải nhập cảnh quay trở lại Việt Nam để làm việc. Đặc biệt là tình trạng nhập cảnh trái phép qua những đường mòn lối mở. Thực trạng đó đã làm cho những tuyến biên giới, những cửa khẩu quốc tế như thế này trở thành điểm nóng của dịch Covid-19 hiện nay. Thưa quý vị, như vậy là tôi vừa trải qua một số những bước đầu tiên để có thể nhập cảnh vào Việt Nam. Trong đó đặc biệt là có bước kiểm tra thân nhiệt và rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn chứa ít nhất là 60% nồng độ cồn. Bây giờ thì để hiểu rõ hơn về những bước kiểm tra dịch này, cùng gặp gỡ với đồng chí Phó Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị. Hey, Tuấn Anh ạ, vậy bước tiếp theo sẽ là gì ạ? Bước tiếp theo là sau khi đã trải qua kiểm tra y tế thì chúng ta sẽ đi vào khu vực làm thủ tục nhập cảnh biên phòng. Xin mời. Tại khu vực này thì các giấy tờ của cá nhân sẽ bị kiểm tra chặt chẽ, kiểm soát nhân thân, lý do nhập cảnh của các đối tượng nào vào Việt Nam. Hoàn thành xong các thủ tục, người dân sẽ chờ để theo xe của công ty về điểm cách ly. Tại đây, công dân cũng cần lưu ý bắt buộc đeo khẩu trang cũng như thực hiện những quy định giãn cách, hạn chế trực tiếp cầm, chạm vào bề mặt những điểm công cộng có nguy cơ tiềm ẩn virus. Chúng tôi đã bố trí sử dụng lực lượng, thành lập các lán, tăng cường lực lượng tiến hành tuần tra kiểm soát ở trên biên giới, đường mòn lối mở để phòng chống cái tình trạng xuất nhập cảnh trái phép. Ngoài ra chúng tôi tăng cường về công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân để tự ý thức về cái tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp và tự có biện pháp phòng tránh, tránh cái tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng. Vì sức khỏe của mỗi công dân và cộng đồng, khi có biểu hiện mệt mỏi, ho, sốt, đau họng, khó thở, đề nghị liên hệ ngay với cơ quan kiểm dịch y tế biên giới tại các cửa khẩu hoặc cơ quan y tế nơi gần nhất. Số điện thoại 1900 9095 để được tư vấn và đến cơ sở y tế khám và điều trị. Cài đặt ứng dụng Bluezone cảnh báo nếu bạn đã tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19, giảm thiểu các nguy cơ lây lan trong cộng đồng, giúp mọi người trở lại cuộc sống bình thường. Chung tay ngăn chặn dịch bệnh lây lan ngay từ biên giới.